Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vatican đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, có phải Satan đã lùi bước? Chiều ngày 27 tháng 7, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã đến Vatican và gặp nguyên thủ quốc gia nhỏ bé này, Giáo hoàng Francisco. Hai bên đã ký thỏa thuận về quy chế đặt đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Theo đó, văn phòng đại diện của Vatican sẽ được đặt tại Hà Nội. Đây là kết quả của cả quá trình dài để hai bên có ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau năm 1975, khi nắm quyền cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thì Đảng Cộng sản đã cho cướp rất nhiều cơ sở tôn giáo. Đồng thời, lúc đó họ đã yêu cầu khâm sứ Tòa Thánh rời khỏi Việt Nam. Nhận được yêu cầu này vào tháng 8 cùng năm, khâm sứ Tòa Thánh đã rời Sài Gòn, chấm dứt sự có mặt của đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Từ đó, Tòa Thánh Vatican và chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng thăm Vatican. Đảng Cộng sản luôn nhắm vào Công giáo và Phật giáo, hoặc là Cộng sản phải kiểm soát tôn giáo, hoặc là cấm tôn giáo hoạt động. Chính ông Karl Marx đã ví tôn giáo là thuốc phiện kia mà. Đảng Cộng sản vin vào nhận xét đầy thù địch này của ông Tổ Cộng sản để mà ra sức chống tôn giáo. Vào năm 1981, khi chính quyền của Đảng Cộng sản cho thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đây là tổ chức Phật giáo được họ thừa nhận. Không ít vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người Cộng sản. Có thể kể đến một trong số đó là ông Thích Thanh Sam, người đã có 4 đến 50 năm tuổi đảng. Không biết giữa tuổi đảng và tuổi tu của ông thì tuổi nào lớn hơn. Nói về Phật giáo thì xem như chính quyền của Đảng Cộng sản đã điều khiển được theo ý của họ. Các chùa công cụ là của Cộng sản đã lấy khẩu hiệu Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội để mà hành động. Đạo Phật lấy từ bi làm trọng, yêu thương chúng sinh và cả các loài vật, thì lúc đó đâu còn biên giới, đâu là còn giới hạn cho mà ghép dân tộc vào Đạo Pháp làm gì. Rồi còn ghép cả xã hội chủ nghĩa vào Đạo Pháp, trong khi hai khái niệm này hoàn toàn không có sự tương đồng. Thực chất, câu khẩu hiệu này đã khẳng định Phật giáo Việt Nam là công cụ cho Đảng Cộng sản. Mưu đồ biến Công giáo thành công cụ bất thành, Satan đã lùi bước và chấp nhận luật chơi. Với Công giáo thì Đảng Cộng sản vẫn luôn nỗ lực kiểm soát nhưng bất thành. Tuy vẫn có một số linh mục thân cộng, nhưng về tổng thể Đảng Cộng sản Việt Nam không thể điều khiển được Công giáo như ý muốn. Người Công giáo và hàng giáo phẩm chỉ vâng lệnh bề trên, tức là họ hướng về Tòa Thánh Vatican chứ không hướng về Đảng Cộng sản. Cho dù Đảng Cộng sản có cai trị đất nước Việt Nam bao lâu đi chăng nữa, thì đảng này cũng không làm gì được Công giáo. Cùng lắm họ cướp đất nhà thờ và cấm hoạt động tôn giáo như thời cấm đạo mà thôi. Công giáo đã trải qua hàng ngàn năm với bao nhiêu cuộc bức hại, nhưng chỉ có những điều triều đại phong kiến sụp đổ, chứ Công giáo vẫn luôn trường tồn. Điều này xảy ra trên cả thế giới, chứ không riêng gì tại Việt Nam. Vậy nên cấm tôn giáo là vô ích. Có thể nói từ sau năm 1975, Đảng Cộng sản là hiện thân của quỷ Satan. Họ mang đến sự đói nghèo cho người dân, mang đến sự ngu muội, mang đến gông cùm. Và chính vì điều đó mà chính quyền của Đảng Cộng sản đã đối đầu với Công giáo bao nhiêu năm qua. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Võ Văn Thưởng gặp Hồng Y Pietro, Thủ tướng của Tòa Thánh Vatican. Chuyến thăm của ông Võ Văn Thưởng đến Vatican và việc Việt Nam tiến tới đặt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh thì rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy Satan đã lùi bước. Satan đã phải chấp nhận hoạt động Công giáo tại Việt Nam và điều này gián tiếp thừa nhận họ đã thất bại trong việc biến Công giáo thành công cụ cho chính quyền Cộng sản. Mặc dù cũng có những hàng ràng buộc như việc thụ phong linh mục hay tấn phong giám mục cần phải được sự cho phép của chính quyền Cộng sản. Đạo Công giáo đã qua 2.000 năm tồn tại và phát triển. Đạo Phật cũng hơn 2.500 năm. Hai tôn giáo này cùng đều trải qua không ít thế lực bức hại nhưng vẫn trường tồn. Có thể nói tôn giáo là mãi mãi, còn triều đại chính trị chỉ là nhất thời. Cộng sản rồi sẽ tiêu vong, nhưng tôn giáo thì vẫn trường tồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vatican đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, có phải Satan đã lùi bước? Chủ tịch Thưởng kết thúc chuyến ăn mày thật vẻ vang và rực rỡ. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2023, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết Chuyến công du hiển dương vị thế Việt Nam. Đây là một bài viết ca tụng quen thuộc của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
bất cứ việc gì dù là thành công hay thất bại thì họ cũng ca tụng là thành công rực rỡ. Dù là vinh quang hay nhục nhã thì họ vẫn tung hô là vẻ vang. Họ làm như thế để khẳng định giá trị ảo của Đảng trong lòng dân. Từ 78 năm qua, Tuyên giáo vẫn luôn làm như vậy. Xin được vay ODA chẳng khác nào đi ăn mày cả. Tờ báo Tuổi Trẻ dùng từ hiển dương, một từ Hán Việt rất hiếm khi sử dụng trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay. Tra từ điển tiếng Việt online thì từ hiển dương có nghĩa là vẻ vang, rạng rỡ. Không hiểu tại sao Cộng sản vốn hay dùng từ thuần Việt, nay lại dùng từ Hán Việt hiếm gặp đến như thế. Đảng Cộng sản thường hô hào dùng từ thuần Việt, loại bỏ từ Hán Việt. Chẳng hạn trước năm 1975, người ta dùng từ Hán Việt là phi trường, thì Cộng sản lại dùng từ sân bay. Trước năm 1975, người ta dùng từ thủy quân lục chiến, thì người Cộng sản lại dùng từ lính thủy đánh bộ, vân vân. Nhưng trong bài báo này, vì sao họ lại dùng từ Hán Việt như vậy? Giả sử dùng từ thuần Việt thì tựa đề bài báo sẽ là chuyến công du làm vẻ vang vị thế Việt Nam, thì nghe không thuận tai cho lắm. Bởi ai cũng biết ông chủ tịch nước sang Áo là để ăn mày kia mà. Ông thẳng đã yêu cầu chính phủ Áo cấp vốn ODA cho Việt Nam. Ở bài báo trước, Thời báo chấm D đã phân tích bản chất của việc xin vốn ODA là ăn mày, bởi loại vay vốn ODA là vừa cho vay vừa cho, trên danh nghĩa là như thế. Hầu hết các gói vay ODA có lãi suất là 0%. Thậm chí có gói chủ nợ còn trích một phần trong đó để tài trợ không hoàn lại. Nước nào đi vay ODA thì được xem là quốc gia nghèo, đi ăn xin mà thôi. Báo chí trong nước ca tụng chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng. Đi sang xứ người ta, ngửa tay xin tài trợ vốn ODA là một nỗi nhục. Nỗi nhục của nước nghèo. Tại sao người ta cũng là chính quyền của một quốc gia mà người ta xây dựng đất nước giàu mạnh? Còn mình cũng là chính quyền quốc gia, hơn nữa còn tự cho là chỉ có mình mới đủ tư cách lãnh đạo đất nước. Mà sao lại để cho đất nước nghèo mãi đến như vậy? Nếu ông Võ Văn Thưởng là người có tự trọng thì ắt sẽ cảm thấy nhục nhã khi ngửa tay xin người ta cho vay ưu đãi. Quan hệ quốc tế là điều cần thiết cho Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, trong sân chơi này, nếu ai biết tận dụng luật chơi thì sẽ thắng, còn không thì mãi mãi là kẻ trầu rỉa. Việt Nam là một trong số ít nước có hiệp định tự do thương mại với châu Âu, đó là hiệp định EVFTA. Hiệp định EVFTA được xem là giấy thông hành để hàng Việt Nam vào châu Âu. Tuy nhiên, khi đã ký hiệp định, thì người ta cũng cần hiểu rõ luật chơi của hiệp định này. Đấy là châu Âu có những hàng rào rất khó vượt qua. Một là hàng rào chất lượng, hai là hàng rào về quyền con người thông qua những cam kết về lao động và công đoàn. Hàng vào châu Âu đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao và kiểm tra thì lại ngặt nghèo. Hàng Việt Nam muốn vượt qua cũng không dễ dàng gì. Thế nên, ngoài việc ký EVFTA, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cần nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, đặc biệt là xanh hóa quá trình sản xuất. Cuối năm ngoái, Việt Nam đã đạt thỏa thuận với các chuyển dịch năng lượng khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ châu Âu và EU tại Bruxelles, Bỉ, trong đó Anh là một thành viên trong đối tác quốc tế, gồm Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch. Thỏa thuận sẽ hỗ trợ Việt Nam tới 15,5 tỷ đô la Mỹ để Việt Nam chuyển đổi xanh. Ông Võ Văn Thưởng tại Áo. Tưởng dễ ăn nhưng không dễ chút nào. Nếu Việt Nam chuyển đổi xanh đạt yêu cầu thì sẽ có khoảng 15,5 tỷ đô la hàng hóa được đón nhận tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu chuyển đổi xanh thất bại thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất thị trường. Trong khi đó, châu Âu là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ nhì đối với Việt Nam sau Mỹ. Theo một số nhà phân tích đánh giá, những nước mà mãi đi ăn mày thì rất khó có thể chuyển đổi xanh cho được. Bởi quá trình này chỉ có những chính quyền tương đối sạch và có năng lực mới thực hiện được. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì không ai tin họ sẽ làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chủ tịch Thưởng kết thúc chuyến ăn mày thật vẻ vang và rực rỡ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.